Nằm trong các hoạt động của lễ hội văn hóa dân gian Phố Hiến, sáng ngày 2 tháng 3, tại Trung tâm Di tích Quốc gia đặc biệt Phố Hiến đã diễn ra nghi thức rước kiệu truyền thống. Sau nghi thức tế lễ, các đoàn rước kiệu với sự tham gia của hàng nghìn người kéo dài khoảng 2 km đi qua các tuyến đường Bãi Dậy, Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Thiện Thuật, Điện Biên và một số đình đền chùa thu hút đông đảo nhân dân và du khách thập phương tham dự. Tại các cung đường hội rước kiệu đi qua, nhân dân và du khách thập phương xung quanh thích thú, phấn khởi theo dõi lễ rước kiệu đã tạo nên bầu không khí rộn rã, vui tươi, vừa linh thiêng mà cũng rất gần gũi đời thường. Người dân ở khu phố Kim Đằng, phường Nam Sơn chúng tôi vô cùng phấn khởi và háo hức để chờ đón ngày hôm nay là ngày rước thánh đi vân du phố phường, thì để ôn lại cái truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, cũng như là lưu giữ các cái vốn văn hóa cổ truyền của dân tộc và giữ gìn bản sắc văn hóa của phố Hiến. Em thấy cảm giác là cái tinh thần đoàn kết của tất cả các xã phường và thể hiện được lòng biết ơn đối với các vị tiền bối đi trước và những người có công. Đây cũng là lần đầu mà em đi xem lễ hội như thế này và kiểu em thấy rất là to, rất là đẹp. Em cảm thấy là lễ hội năm nay rất là hoành tráng này và để lại nhiều điều ấn tượng đối với em. Thưa quý vị và các bạn, rước kiệu là nghi lễ truyền thống độc đáo đặc sắc, được duy trì và bảo tồn trong lễ hội văn hóa dân gian Phố Hiến. Nghi lễ này thể hiện sự kính trọng và tôn thờ các vị tiên Phật Thánh, những người anh hùng đã có công khai phá và tạo nên cuộc sống yên bình cho thế hệ hôm nay và mai sau.